Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin an toàn giao thông của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Trong bản tin hôm nay sau phần tin tức an toàn giao thông, chúng tôi có phóng sự phản ánh về hiệu quả hệ thống camera giám sát trên cao tốc nội bài Lào Cai. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Để đảm bảo hạ tầng đi trước nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng thế mạnh của địa phương, đặc biệt là thế mạnh du lịch của vùng y tí, huyện Ba Sát vừa khởi công dự án cải tạo nâng cấp đường bản xèo dền sáng y tí. Dự án có tổng chiều dài khoảng 33 km, điểm đầu tại ngã ba Cán Tỉ, xã Bản Xèo, điểm cuối tại ngã ba giao với đường Trịnh Tường y Tý. Trên cơ sở đường cũ đã có, tuyến đường được thiết kế nâng cấp, mở rộng để đảm bảo quy mô đường cấp 5 miền núi, nền đường rộng 6,5m, mặt đường 3,5m, kết cấu mặt đường bê tông nhựa dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2023. Công trình có tổng mức đầu tư là 200 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương. Đến thời điểm này, công tác giả phá vật cản bom mìn tại dự án đầu tư xây dựng dự án cầu biên giới qua sông Hồng và nâng cấp tỉnh lộ 156 tại xã Bản Vược và hạ tầng kết nối đã hoàn tất. Dự án xây dựng cầu biên giới qua sông Hồng tại xã Bản Vược và hạ tầng kết nối nhằm kết nối các phân khu chức năng, tạo cơ sở hình thành khu hợp tác kinh tế qua biên giới, thúc đẩy thương mại, hỗ trợ biên mậu, du lịch giữa hai nước Việt Nam Trung Quốc. Kết nối đường cao tốc nội bài Lào Cai Việt Nam với đường cao tốc Côn Minh Hà Khẩu Trung Quốc đáp ứng yêu cầu vận tải phục vụ phát triển kinh tế giữa hai tỉnh Lào Cai và Nam, cũng nhờ các tỉnh trong hành lang kinh tế Côn Minh, Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng và của cả hai nước Việt Nam Trung Quốc. Thưa quý vị và các bạn, 110 camera giám sát giao thông suốt ngày đêm trên cao tốc nội bài Lào Cai đã và đang phát huy hiệu quả trong phát hiện và xử lý vi phạm giao thông trên tuyến cao tốc dài nhất Việt Nam này. Tất cả các xe có hành vi vi phạm sẽ được các camera giám sát trên cao tốc ghi lại và truyền tín hiệu cho các máy nhận dạng ở các điểm cuối cao tốc để lực lượng chức năng làm căn cứ xử lý vi phạm. Em vi phạm trong trường hợp là đi đường cao tốc nội bài Lào Cai có hình ảnh phản nguội thì anh gọi vào để cho mình nộp phạt. Để ghi lại những hình ảnh vi phạm chính xác, rõ nét như vậy là do hệ thống camera giám sát giao thông gồm 110 chiếc được đặt tại 87 điểm trên toàn tuyến cao tốc nội bài Lào Cai được đưa vào hoạt động. Đây được đánh giá là hệ thống camera giám sát giao thông hiện đại nhất được sử dụng. Cái hệ thống giám sát này thì thao tác hoàn toàn trên hệ thống máy nên là mọi cái vi phạm hành chính thì đều được công khai và cái khi mà lắp đặt cái hệ thống giám sát đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến cao tốc nội bài lào cai này thì người dân người tham gia giao thông trên tuyến thì cũng đã có ý thức đặc biệt hệ thống camera giám sát này hoạt động 24 trên 24 giờ không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố thời tiết nên không chỉ phát huy hiệu quả trong công tác xử lý vi phạm mà còn góp phần giám sát giúp lực lượng cảnh sát giao thông nắm bắt các tình huống phát sinh trên tuyến. Không phải được, lúc nào cũng có cái tổ tuần tra trên tuyến. Thì qua cái hệ thống giám sát này thì những cái camera đã ghi lại được những tất cả những hoạt động của các phương tiện vi phạm. Từ đó thì mình sẽ gửi cái thông báo xử phạt nguội và yêu cầu người tham gia giao thông đến xử lý tại đơn vị. Thông qua hệ thống camera giám sát này, lực lượng chức năng kịp thời xử lý những trường hợp vi phạm, cũng như góp phần nâng cao ý thức của người tham gia giao thông trên cao tốc. Phần cuối bản tin chúng tôi thông tin tới quý vị và các bạn một số kiến thức pháp luật về an toàn giao thông đường bộ. Nhiều hành vi vi phạm giao thông sẽ bị tăng mức phạt từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Nghị định số 123-2021 so với Nghị định 100 ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ. Cụ thể, Nghị định 123 năm 2021 của Chính phủ quy định mức phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng, cao hơn mức phạt cũ của Nghị định 100 là từ 800 đến 1 triệu 200 ngàn đồng. Đối với người điều khiển xe mô tô hai bánh, có một trong các hành vi vi phạm. Không có giấy phép lái xe hoặc sử dụng giấy phép lái xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp. Giấy phép lái xe bị tẩy xóa. Có giấy phép lái xe quốc tế do các nước tham gia công ước về giao thông đường bộ năm 1968 cấp, trừ giấy phép lái xe quốc tế do Việt Nam cấp, nhưng không mang theo giấy phép lái xe quốc gia. Sử dụng giấy phép lái xe không hợp lệ. Cùng theo Nghị định 123, quy định phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 4 triệu đồng. Mức phạt theo Nghị định 100 là từ 1 triệu 200 ngàn đồng đến 3 triệu đồng. Đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe ô tô, máy kéo, các loại xe tương tự ô tô. Bản tin an toàn giao thông của Đài Phát Thanh Truyền hình Lào Cai tới đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.